Hello, nông dân xin chào các bạn. Rồi sáng nay có 4 cầu thủ ra ngồi bè câu cá giò. Thì sáng nay là mỗi anh mỗi sở thích thôi. Anh cần tay, anh thì cần rường, anh thì cần ikida. Riêng nông dân là câu cần ikida. Thì đây cần ikida đó các bạn ơi. Cần ikida thì đen anh năng nha. Đây là cần ikida, bên nông dân cũng vẫn có bán nha. Thì trước tiên là mình tôm thẻo, chiều dài cỡ tầm 7 đến 10 cm thôi, không có 7 cm các bạn ơi. Chứ dài quá thì không tốt nha. Khoảng cách dâu cỡ hơn gan, gan. Thì trước tiên là mình tốm được 3 thẻo. Còn ghi đe thì chì nhỏ, nhỏ vậy thôi, không có chì nặng. Để làm sao mà cái đột cho nó cam 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 xuống dày thì là được, chứ mà đừng có nặng quá thì nó quăng nha. Lữ thì hiện giờ là mình câu lữ chinu số 03. Thẻo thì 2 chấm các bạn ơi, chấm rưỡi 2 chấm thôi, mà hiện giờ là mình câu 2 chấm. Đây. Còn mà kém thì kém 1 ly. Mình ngâm cỡ chừng 20 phút rồi mình bóp nhuyễn. Cách móc mồi là xê vào cái lữ như thế này. Xê anh đây là câu lữ câu rường số 2, còn mình là câu còn ida. Đây, dịp dẹp bóp xong dịp dẹp như thế này thì mình tóm 3 thẻo rồi mình câu. Mời các bạn đón xem. Nếu như các bạn nào mà chưa đăng ký kênh là các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho nông dân để mình chia sẻ lẫn nhau. Rồi các bạn nào mà thấy cái có cá là các bạn đi câu, còn các bạn mà ở xa đi câu không được thì các bạn vào giao lưu để trao đổi lẫn nhau, học hỏi kinh nghiệm. Nếu như nông dân biết là nông dân chia sẻ cho các bạn, còn các bạn biết là các bạn chia sẻ lại cho nông dân để mình cùng nhau phát triển nha các bạn. Rồi mời các bạn đón xem. Thì cái cần này thì mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn. Thì con cá giò hiện giờ đang 3 mét. Thì tới đây mình đo tới đây là 43 mét nha. Từ đây xuống tới chì 3 mét. Thì mình làm một cái cọng cước mình chặn lại tới đây nha các bạn. Rồi mình thả xuống đây là tới đúng tầm. Rất tuyệt vời luôn các bạn ơi. Lớn hàng. Cái chân đuôi mà to ghê. Lớn hàng nha. Tính người keo các bạn ơi. Tính người keo mới mới câu được cái dính đuôi nha. Chứ nghiệp chứ còn nghiệp chứ là câu dính miệng, dính mỏ nha, không dính đuôi đâu. Ở chỗ này bên đây cần thủ không các bạn ơi? Này có mờ cần thủ nha. Rồi các bạn nào có vào đây giao lưu bình luận thoải mái nha, mà các bạn thông cảm, các bạn đừng có ném đá được à, trao giao lưu học hỏi là ok. Hàng bạn ơi, mùi hay quá, lớn hàng nha, cặp bao nhiêu con giao này em trai, còn không mà tới cầm đi đe tới đây nè, xúm lại đây câu đi đe. Thấy thương hiệu gỡ cá giò chưa? Thấy đồ gỡ cá giò cho các bạn. Lên hàng, lên hàng nha. Hay quá các bạn ơi. Các bạn nào thấy hay các bạn nhớ chia sẻ cho nông dân nha, đăng ký kênh và ủng hộ cho nông dân. Để nông dân có động lực, nông dân làm tiếp những cái video nào mà lý tưởng. Lên hàng bạn ơi, lên hàng nha. Hai con sao hả? Hai một. Nhúc. Thô, thứ gì chịu nào, thấy chưa? Ok. Đấy không? Lên hàng. Lên hàng bạn ơi. Rồi kém đây nha.
xe vào một xíu như là cỡ lớn lớn hơn cỡ hột đậu đen các bạn ơi, lớn hàng. Đây xe lại như bông giấy tay thôi. Bây giờ nó trọng trọng rồi nha. Dẹp dẹp một chút nha. Lớn hàng. Giờ cái nam nó trọng trọng rồi. Giờ đang có nè. Đây đây đây. Đây cách móc mồi nha. Đây. Nhỏ nhỏ vậy thôi nha các bạn. Rồi, cứ câu là tới cái chốn đây là các bạn chặn lại nha. Có cái gút này, có cái sợi dây dây đây. Rồi. Lên hàng tiếp các bạn ơi. Trò thẻ xuống lực năm mang chính không? Đây 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 đây. Đây 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 đây. Rồi các bạn thấy không? Ở dưới còn nguyên kém này. Đây. Ở dưới còn cục kém này, đây cái lửa giữa này, ở trên còn kém này. Nha. Rồi các bạn. Các bạn thấy hay nhớ ủng hộ cho nông dân xin đăng ký kênh cho nông dân. Năng lấy cỡ đó luôn chứ còn gì nữa. Một chưa chào chưa chào chiều chiều kia chào một lần hai có khỏe không? Ngồi câu ấy câu rừng đấy. Còn đây hả? Không đi nè, ngồi nè, con chân chui đây. Là là câu rừng này rắc hả? Đi đây nè. À, thì cắt không được. Trừ đường đoạn đi rắc à, đi rắc rồi. Không đúng rồi. Trừ đường đúng. Không đúng. Chuyển qua trừ rừng một chút đi. Cái nào cũng vậy. Trừ kinh tế. Lớn hàng, lớn hàng. Ui, tiền kéo. Cục kéo vậy nè ông Nam à. Cục kéo vậy nè. Ví dụ cái lớn á, ông để cái mú á, cứ ông vậy nè. Ông nhúc nó dành cái nó dù đồng kéo, ông dù vậy nó mới đâu. Cái bật trong được đứng im em quay. Đó, lớn hàng, lớn hàng. Ô, đã. Đứng dậy, dính phi, dính phi, dính phi. Lấy ra, lấy ra. Ồ, cho tiền ngang. Đây, lớn nè. Ồ, đã quá các bạn ơi. Các bạn thấy ham không? Các bạn thích các bạn cứ ra đây nông dân phục vụ cho các bạn nha. Nếu như các bạn nào mà chưa biết cách câu màu mỡ gì thì ra đây nông dân tư vấn cho. Địa chỉ nha. Cát Lợi Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Thêm tỉnh Khánh Hòa nữa nha các bạn ơi. Địa chỉ là Cát Lợi Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa nha. Lên hàng nha. Ủa, chạy rộng chạy xuống quá. Lên hàng. Hai con nha bạn ơi, hai con nha. Trời câu đây xuống cái hai con. Ô. Ô đã quá trời ơi chúng nói. Ô, cái cũng được con lắm á, trông nhỏ đâu nha. Cái nấu chua là ngọt nước nha. Xuống đất chưa trời. Cái ăn tầm 3 mét các bạn ơi. Cái ăn 3 mét nha. Các bạn nào mới tới câu là độ cứ 3 mét là các bạn câu nha. 1 mét. Lên hàng, lên hàng. Ồ. 5 câu hay quá các bạn ơi. Lên hàng, lên hàng. Lên nè. Lại đục đẻ mọi người. Đẻ gì đẻ. Lên hàng. Ô đủ khó đó mà chơi cái mục khác nữa hả? Chơi cái đây nào hả? Công nhận. Thầy đệ tử nhanh hiểu kìa. Cục cá là phải làm xiên. Cục ké là các bạn phải lập xuyên thay đổi liên tục, nếu cần này không ăn đổi với còn khác không ăn đổi với còn khác, đổi mồi liên tục chứ không phải mà cứ ráng ráng là nó bị mất thời gian là nó không ăn bao nhiêu bạn.
các bạn phải đổi mồi liên tục. Lên không? Dò lên hang nhá. Wow, cái gì mà thấy ham quá bạn ơi. Mình câu mình thấy cũng ghiền này, hút chưa các bạn, mình xem thôi các bạn, ghiền các bạn. Các bạn nào mà xem thấy ghiền là các bạn nhớ đăng ký kênh nha, cho ủng hộ cho nông dân xin một sub nha. Rồi. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh là các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho nông dân. Đây. Kém đây nha, kém đây nha. Lên hàng, tao lại mưa, tao lại lên hàng nhá, ăn lại nhá. Để qua để thứ gì chịu nổi. Lên hàng. Thế lần hai cho anh mưa. Thương nhau không cái, thương nhau không cái chỗ mà mình chỉnh xuống xíu không, xuống có hai gang là chứ mấy. Thẻo các bạn ơi, lữ 03 cước thẻo là 2 chấm thôi các bạn ơi, chấm lữ 2 chấm à, lữ 03 nha, còn không lữ số 4 cũng được nha. Cá cũng còn nhỏ con, cá một cái bàn ngón à. Thì các bạn câu lữ nhỏ nhỏ cho nó dễ. Thẻo quá, còn cái đe mà nó ăn thôi cho chạy xuống. Mày hả bưởi, mày hả bưởi, lên hàng nhé. Nằm lên hàng nha. Cái sông nó trầu động á nha. Cái sông đó là cái sông biển động á, cái sông bể tàu á. Thì cái sông đó là cái sông biển động nó mới ăn cái đó. Cái sông đỏ là nếu mà cái sông đỏ mình ăn là biển động rồi bạn ơi. Còn cái sông bình thường sông trắng thôi chứ thâu, ngày nào cũng có ăn nha. Mà sao cái gì bỏ ăn, một cái đó nó không bỏ ăn luôn ơi. Cái gì? Cái sông á. Sông trắng hả? Ở trên nó bỏ ăn mình sẽ mấy à. Nó xuống nhiều mà. Ồ, vậy mà cũng có bữa không có con ăn nhanh rồi. Con cũng khùng lắm á. Lên hàng nha. Một cục kém cái đây câu cũng phải cỡ 3-4 lần nữa mới hết các bạn ơi. Vô đây. Móc nhanh hơn rút nha. Lên hàng. Lên hàng. Lên hàng. Lên hàng.
gì chịu não. Lên ha, thì quá các bạn ơi. Còn cái kia đây, câu đã cứ không? Chua con. Lên hàng, lên hàng. Rồi quen lắm. Xéo cái cần dài dài phải chưa? Chút cái đột xuống, đừng quay nó gãy. Đó, vậy đó, đúng vậy, quay nhúng lên nhúng xuống. Rồi, còn cái giò mà nó cũng còn rưỡi con. Hàng khủng ngang. Quay đây im gió cái nó ăn trưa chứ. Bèo ke bè nông dân nha. Lên ha. Để luôn mực, gỡ luôn, gỡ luôn mực. Rồi, đến đây kết thúc. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Xin chào.